Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.280.780 ca nhiễm, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 12.993 ca nhiễm, Hà Nội cao kỷ lục với 791 ca mắc. Theo hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly, điều trị do Bộ Y tế vừa ban hành, có 20 trường hợp mắc bệnh nền khi nhiễm SARS-CoV-2 sẽ dễ có nguy cơ cao, gồm đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác, ung thư, bệnh thận mãn tính, ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu, béo phì, thừa cân, bệnh tim mạch, bệnh lý mạch máu não, hội chứng Down, HIV/AIDS, bệnh lý thần kinh bao gồm sa sút trí tuệ, bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh hen suyễn, tăng huyết áp, thiếu hụt miễn dịch, bệnh gan, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, sử dụng corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác, các loại bệnh hệ thống, các bệnh nền của trẻ em theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Việc đánh giá nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 để phân loại, xử trí cách ly và điều trị kịp thời, đồng thời bố trí người nhiễm SARS-CoV-2 vào các cơ sở phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, hợp lý, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người nhiễm SARS-CoV-2, tối ưu hóa nguồn lực của ngành y tế và xã hội. Trước thực trạng số ca mắc COVID-19 tăng cao khiến công tác điều trị ở các cơ sở y tế quá tải, hơn 10 ngày qua, Cần Thơ đã cho phép các F0 không triệu chứng nhẹ được cách ly, điều trị tại nhà. Hiện tại, Cần Thơ có hơn 11.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, chiếm tỷ lệ gần 75% tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tỉnh Bến Tre có 332 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 9.186 ca, trong đó có 4.133 ca ra viện, 70 ca tử vong. Trong số ca mắc, có 316 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh, 18 ca ngoài tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp xuất hiện ngày càng nhiều ổ dịch trong cộng đồng và các cơ sở lao động, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đề nghị các cơ sở điều trị F0 không triệu chứng tại địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nặng, chuyển viện sớm, kịp thời, đồng thời các ổ dịch khoanh vùng dập dịch sớm, triệt để, không để dịch lan rộng. Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 2 tháng 12 đến 6 giờ ngày 3 tháng 12, Quảng Bình ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, đều tại cộng đồng. Tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo thống kê, 862.190 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 324.164 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bộ Y tế cho biết đến nay đã phân bổ tổng số 140,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Hiện đã có 50 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó có 28 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 70%. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng và Cà Mau.